Một chuyến xe hoa nha các anh chị nha. Em hát nốt bài này em đi ngủ đấy. Em ngủ sớm hôm qua em ngủ hư lắm. Hello em Nguyễn Đình Thơm, hello cả nhà mình nha. Thank you.
cả nhà mình. Cảm ơn tất cả các anh chị nhé. Cảm ơn các anh chị vừa mới vào mà có khi là chưa kịp nghe mình cho hát. Thank you mọi người rất là nhiều, mai em lại lên hát. Cả nhà mình giữ gìn sức khỏe, rửa tay thường xuyên, giữ uống nước ấm để giữ cổ ấm, để cho con Covid kia nó khỏi bò vào các anh chị nhá. Bye bye mọi người. Chúc cả nhà mình ngủ ngon, mơ đẹp các anh chị nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Cường Audio ở ô vòng tròn giữa màn hình và xem thêm các video về cover cũng như là video giới thiệu các dòng sản phẩm của Cường Audio ở xung quanh, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.